Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện trở lại sau ồn ào và miệng âm thầm đi làm từ thiện. Hình ảnh được cho là Hoa hậu Yến Nhi có mặt tại một sự kiện thiện nguyện khiến công chúng không khỏi xôn xao. Theo đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ hình ảnh trong chuyến thiện nguyện dịp Trung thu cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Bức hình nhận về nhiều sự khen ngợi với nhan sắc đầm thắm của các nàng hậu. Tuy nhiên, sự chú ý đổ dồn vào một người đẹp phía sau trông rất giống Yến Nhi. Công chúng bắt đầu thắc mắc liệu cô gái phía sau trong tấm hình của Thanh Thủy và Đỗ Hà có phải là Hoa hậu Yến Nhi hay không. Tuy nhiên, rất nhanh chóng sau đó, nhiều người đã tìm ra danh tính của người đẹp trông giống Yến Nhi, đó chính là Á hậu Trương Quý Minh Nhàn. Cô vừa đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Thoạt nhìn bên ngoài, gương mặt của Minh Nhàn và Yến Nhi có nhiều nét giống nhau, điều này khiến dân tình nhìn nhầm cũng là điều dễ hiểu. Như vậy, hiện tại Yến Nhi vẫn chưa xuất hiện trở lại sau ồn ào và miệng vì những phát ngôn sau khi đăng qua Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau 2 tháng giành được vương miện, người đẹp gốc Bình Định gần như đóng băng mọi hoạt động vì sức ép từ dư luận. Mọi sự kiện chỉ có hai nàng Á hậu là Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên tham dự. Trước đó, Yến Nhi đạt danh hiệu cao nhất của Miss World Việt Nam 2023 được tổ chức tại Bình Định. Mỹ Nhân sinh năm 2002, là sinh viên của Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đăng quang, Yến Nhi liền tạo tiền lệ chưa từng có trong các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Khi công khai đã có bạn trai, cùng với đó là những phát ngôn có phần ngô nghê, không phù hợp với cương vị hoa hậu khi tiếp xúc với truyền thông. Vướng ồn ào, Mỹ Nhân 21 tuổi lên tiếng xin lỗi, mong công chúng cho cơ hội để sửa sai. Theo một số thông tin, Yến Nhi đang dành thời gian để trau dồi thêm nhiều kỹ năng sau khi trở thành hoa hậu. Khả năng đại diện cho Việt Nam dự thi Miss World Hoa hậu Thế giới của người đẹp này vẫn đang để ngỏ.